Khi đến đoạn đường giao nhau thì các phương tiện phải giảm tốc độ. Quy tắc này được đưa ra để đảm bảo an toàn. Thế nhưng trên thực tế thì nhiều lái xe chủ quan khi đường vắng đã không tuân thủ. Tai nạn xảy ra là điều khó tránh khỏi và tình huống từ clip ngay sau đây là một ví dụ. Hình ảnh được camera giám sát tại một nút giao ghi lại cho thấy vào khoảng gần 3 giờ sáng, đoạn đường hầu như không có xe lưu thông. Một chiếc xe bán tải từ từ đi ra. Đúng lúc đó, từ phía ngược lại, một chiếc xe tải lao đến. Có lẽ chủ quan cho rằng vào thời điểm này không có phương tiện khác lưu thông, nên chiếc xe tải đã đi khá nhanh. Vì thế, khi phát hiện chiếc xe bán tải đi ra, người lái xe tải đã phanh giảm tốc độ và đánh lái, nhưng va chạm vẫn xảy ra. Cú đâm khá mạnh khiến chiếc xe bán tải bị hư hỏng phần đuôi xe, còn chiếc xe tải đã lao thẳng vào dãy nhà bên đường. Chưa rõ thương tích của người lái xe tải, nhưng tình huống là lời cảnh tỉnh với mỗi người. Dù trong bất kỳ thời điểm nào, khi đến các điểm giao cắt, cần giảm tốc độ để đảm bảo an toàn. Quá là nguy hiểm. Đi đêm tối nên là cũng rất nhiều người nghĩ là đường vắng nên lại càng chủ quan hơn. Và đây cũng là một tình huống để chúng ta cần rút kinh nghiệm.